Hết hồn với diện mạo ngày càng xuống cấp của Quách Ngọc Ngoan, chụp với tình già mà như bằng tuổi. Nhan sắc hiện tại của Quách Ngọc Ngoan bây giờ khiến nhiều người suýt nữa không nhận ra nổi nam diễn viên. Không chỉ là người mẫu có khuôn mặt và thân hình đẹp nhất Việt Nam, Quách Ngọc Ngoan còn được khán giả nhớ đến như một nam diễn viên tài năng ở lĩnh vực điện ảnh. Tuy nhiên, sau khi ly hôn với vợ cũ Lê Phương, Quách Ngọc Ngoan ít xuất hiện trên sóng truyền hình hơn. Hiện tại, nam diễn viên đang có cuộc sống khá sung túc và sang chảnh bên cạnh người tình mới hơn anh 9 tuổi. Quách Ngọc Ngoan từng là siêu mẫu đắt xô vì có ngoại hình chuẩn 1m85 và gương mặt đẹp hút hồn. Thế nhưng, sau cuộc ly hôn với Lê Phương và đến với tình già hơn 9 tuổi, ngoại hình của Quách Ngọc Ngoan tụt dốc không phanh. Trong khi Lê Phương ngày càng trẻ đẹp bên chồng trẻ, thì Quách Ngọc Ngoan lại bị nhận xét giống như ông chú già, trâu tóc bơm sơm, ăn mặc lôi thôi và những phát ngôn bất cần dư luận. Hình ảnh diện mạo mới của nam diễn viên khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Nam diễn viên để tóc dài lượm thượm, thân hình mập mạp và phát tướng. Vì thường xuyên ăn uống ít tập luyện, còn đâu hình ảnh một nam diễn viên điển trai đào hoa ngày nào. Không ngoa khi nói rằng nam diễn viên là điển hình của việc bị người tình dùng như phá. Phong cách ăn mặc thường ngày của Quách Ngọc Ngoan cũng khá lượm thượm. Nhiều người cho rằng phải chăng Quách Ngọc Ngoan thay đổi như thế này là để phù hợp hơn với tình già hơn 9 tuổi. Nhìn hình ảnh này chắc chẳng ai nhận ra khoảng cách tuổi tác giữa hai người. Cách đây vài năm Quách Ngọc Ngoan vẫn còn là nam tài tử vạn người mê. Vậy mà bây giờ biến thành thế này đây, đúng là bị tình già xài hao quá thể.